Làm tốt. Yeah. Tốt 30 được không? Tốt 30. Tốt 30 được không? Tốt 30. Ừ. Nghe đến à. Hạ làm gì? Bây giờ chấm tiếp top 20 thì hạ làm gì? Ừ, nhưng mà chấm tiếp top 20. Chấm tiếp hạ 10 con nữa rồi hạ còn 20 con. Sáu vào chung kết đấy. Đẹp như là cái lết chơi nữa cơ. Cái con 36 này vào chung kết này. Không. 36 này nó chơi kiểu này là vào chung kết. Nó cứ chơi, cứ lết chơi như này là nó vào chung kết. Vòng này là cái bài thứ nhất đấy, lên cho hàng luôn.
Thank you.
Thank you.